Thưa quý vị, lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những dịp lễ lớn trong năm của người theo đạo Phật. Đây là ngày tưởng nhớ báo hiếu, đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ. Với ý nghĩa đầy tính nhân văn, lễ Vu Lan đã lan tỏa và trở thành ngày lễ báo hiếu của nhiều người dân Việt Nam. Thưa quý vị, trong những ngày này, ngoài chuẩn bị những mâm lễ cúng gia tiên, thắp nén hương để tưởng nhớ những người thân đã khuất, thì nhiều người còn làm nhiều việc nghĩa cũng như bày tỏ lòng thành kính đối với bậc sinh thành khi cha mẹ đang còn sống. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng đi làm phước, đi phóng sinh, đi chùa để cha mẹ được hưởng công đức. Mùa Vu Lan, nhiều người đến chùa thắp hương, dâng hoa, tham dự những nghi lễ trang trọng để cầu an, cầu sức khỏe cho cha mẹ và là dịp để con cháu thể hiện tình cảm, báo đáp công ơn cha mẹ, các bậc sinh thành. Trong dịp lễ Vu Lan này, em rất là biết ơn vì bố mẹ em đã mang nặng đẻ đau em để có em trên cuộc đời này. Em sẽ cố gắng học tập để đền đáp công lao của bố mẹ trong suốt thời gian vừa qua. Em sẽ cố gắng để lớn lên mà em có thể báo đáp và chăm lo cho bố mẹ em một cách chỉnh chu nhất. Trong dịp rằm tháng 7 âm lịch, tất cả các ngôi chùa đều được trang hoàng, trang nghiêm và tổ chức pháp hội Vu Lan báo hiếu với những nội dung như giảng kinh về đạo hiếu, lễ bông hồng cải áo, thả đèn hoa đăng, lễ cầu siêu. Ở chùa chúng tôi về cái hiếu hạnh của người Phật tử đã đi rất là đông đủ, thể hiện được là người con hiếu hạnh của người con Phật. Từ đó cho nên là đạo hữu về rất là đông, tổ chức là cầu siêu, bạc độ cho những vị anh hùng, liệt sĩ để hy sinh quên mình vì đất nước và đồng bào tử nạn. Hình ảnh người mẹ và đóa hoa hồng trên ngực đã nói lên làm người con đã biết đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và hồi hướng công đức thiện lành này để kỳ siêu các ông bà, tổ tiên của mình đã vá vãng. Không phải là tới ngày Vu Lan báo hiếu thì mình mới nhớ đến công ơn cha mẹ, người đã sinh dưỡng mình. Mà muốn cái đạo hiếu này được lan truyền từ ngôi chùa đến mọi nhà của mình. Và hàng ngày trách nhiệm của mình là phải đền ơn, đáp nghĩa đối với cha mẹ cũng như là ơn các cái bậc tổ tiên đi trước của mình. Để ngày hôm nay mình được sống tốt đẹp hơn. Đại lễ Vu Lan báo hiếu là tín ngưỡng dân gian, nay đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Không chỉ hiếu kính cha mẹ, đây còn là dịp mọi người có thời gian tĩnh tâm lại giữa cuộc sống bộn bề. Từ đó có những hành động ý nghĩa, tích cực, xứng đáng với tình thương, công ơn của đấng sinh thành, hướng đến những việc làm thiện nguyện để lan tỏa, tạo thành phong trào nét đẹp trong cuộc sống.